Lesson 1, greeting. Chào hỏi. Chào hỏi. Okay, let's go to number 1. Xin chào. Xin chào. Xin chào. It means hello, hi. Number 2. Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? It means how are you? Number 3. Tôi rất khỏe. Tôi rất khỏe. It means I'm fine. Number 4. Tôi không khỏe. Tôi không khỏe. Tôi không khỏe. It means I'm not feeling well. Number 5. Cũng tạm tạm. Cũng tạm tạm. Cũng tạm tạm. It means so so. Number 6. Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? It means and you? Number 7. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. It means thank you. Number 8. Không có chi. Không có chi. Không có chi. It's been you welcome. Number 9. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. It's mean sorry or excuse me. Number 10. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. It means never mind. Number 11. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. It means goodbye. Number 12. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. It means see you again. Number 13. Mai gặp lại. Mai gặp lại. Mai gặp lại. See you again. Number 14. Number 14. Chúc bạn vui vẻ. Chúc bạn vui vẻ. Chúc bạn vui vẻ. It means have a good day. This is the conversation. Chào bạn. Chào bạn. Lâu quá không gặp. Dạo này khỏe không? Tôi rất khỏe. Còn bạn thì sao? Tôi cũng tạm tạm. Cảm ơn bạn nhé. Tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại bạn nhé. Ok, hẹn gặp lại.